Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Anh chàng 90cm kết hôn với cô dâu 1m70 là thư ký của mình giờ ra sao? Đôi đũa lệch đã từng nhận về rất nhiều sự phản đối và che cười của những người xung quanh. Nhưng sau đó, họ đã chứng minh được lời nhận xét tiêu cực về mình là sai lầm. Không phải ai cũng được sinh ra trong thân hình lành lặn, gia cảnh hoàn hảo. Tuy nhiên, không thể vì thế mà họ bỏ cuộc và tự ti với ngoại hình, cuộc sống của mình, thậm chí còn vươn lên mạnh mẽ hơn cả người bình thường. Li Chiu An Li đến từ thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là một trong những số người như thế. Chu An Li sinh ra với thân hình khá bình thường. Nhưng đến năm 3 tuổi, chiều cao của anh đột nhiên dừng lại ở con số 90. Không rõ con trai bị làm sao, bố mẹ của anh An Ali đã đưa con tới bệnh viện để kiểm tra và sốc nặng khi nghe tin bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc chứng thấp lùng. Và điều đó có nghĩa là chiều cao của anh mãi mãi dừng lại ở 90cm. Năm 10 tuổi, khi các bạn đều đã cao lớn, anh Chu An Ly vẫn như một đứa trẻ 3 tuổi. Mẹ và bố của anh đã chạy vậy khắp nơi, đưa con đi khắp các bệnh viện và bác sĩ nổi tiếng, những mong cứu chữa khỏi căn bệnh này, nhưng đều vô dụng. Việc thấp bé cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của anh, không chỉ gặp khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày, anh cũng bị bạn bè ở trường bắt nạt và chế giễu. Có một khoảng thời gian ở cấp 1, ngày nào anh cũng khóc từ trường về đến nhà. Sau khi học hết cấp 2, anh Joan Lee quyết định dừng việc học lại, bắt đầu đi làm để tự nuôi sống bản thân. Thấy con trai quyết tâm, Bố mẹ anh cũng không ngăn cản. Vài năm sau khi biết mình mắc chứng thấp lùng, anh cũng phải nhận thêm một cú sốc nữa khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh giòn xương, khiến anh rất dễ gãy xương và chấn thương ngay cả trong những hoạt động đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Trong quá trình trưởng thành, anh đã bị gãy xương ít nhất 30 lần và kể từ đó, cuộc đời của anh gắn liền với chiếc xe lăn. Do chân tay quá yếu, anh cũng không thể làm được việc gì nặng nhọc và anh đã có một khoảng thời gian vô cùng đen tối tự ti và mặc cảm về bản thân mình thế nhân nhờ sự động viên của bố mẹ anh dần dần lấy lại sự lạc quan anh tin rằng số phận sẽ không lấy đi tất cả của mình nên quyết tâm tìm ra đam mê không lâu sau đó anh bắt đầu thực hiện ước mơ khởi nghiệp và khi bắt đầu kinh doanh anh đã mở một quán cà phê internet tuy nhiên quán cà phê của anh hoạt động không lâu thì bị lỗ vốn không đông khách và không thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư, cuối cùng bị phá sản. Sự thất bại không khiến anh nản lòng, anh hiểu rằng việc kinh doanh là không đơn giản nên vẫn tiếp tục kiên trì. Tới năm 2008, anh lần đầu tiếp cận với hình thức thương mại điện tử, sau đó thành lập một thương hiệu của riêng mình. Sự phát triển lớn mạnh và nhanh chóng của thương mại điện tử cũng đem đến thành công lớn cho anh và chỉ trong vài năm anh đã thu về số tiền lãi hơn 300 triệu nhân dân tệ, tức gần 1 tỷ đồng. Với số tiền này, anh đã tích góp để giúp đỡ bố mẹ, đồng thời mua một căn nhà mới. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, anh còn có một cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ họ Ly. Và cô Ly đã quen biết và yêu anh từ khi anh mới khởi nghiệp, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn vất vả. Sau khi anh thành lập công ty, cô Ly cũng trở thành thư ký giúp đỡ anh trong nhiều công việc. Và điều đặc biệt là trong khi anh chỉ cao 90cm thì cô Ly cao tới 1m70 Mặc cho khác biệt ngoại hình, cặp đôi vẫn yêu thương nhau một cách chân thành Trước mặt toàn bộ nhân viên công ty, anh đã cầu hôn cô thư ký của mình và nhanh chóng nhận được sự đồng ý Hôn nhân của chú rể 90cm và cô dâu 1m70 từng nhận được nhiều sự chú ý Chủ yếu là những lời phản đối và chỉ trích từ người xung quanh Tuy nhiên, Cả anh và cô đều không bận tâm. Sau đám cưới được tổ chức năm 2011, đến nay cặp đôi đã có một cậu con trai. Cậu bé khỏe mạnh không mắc chứng thắt lùng giống bố và hoàn toàn khỏe mạnh.